Mình được cháu Cường gửi cho một hộp sản phẩm. Đây là hộp phấn hoi của Cường Anh. Và mình đã cho cháu lớn nhà mình sử dụng. Và rất may là nó lại hiệu quả với con trai mình. Sản phẩm này, đây các bạn xem. Nó có nhiều cái hay lắm. Thứ nhất, đây. Nó có những gói nhỏ như thế này, rất là gọn nhẹ. Mang đi đâu cũng tiện cả. Nhất là như là con trai mình chẳng hạn, như là đi du lịch này, đi chơi này, đi dã ngoại, chỉ cần đút túi cái này mang đi theo thôi. Đấy, và sử dụng rất là đơn giản, cho nên rất là tiện cho cậu chàng nhà mình. Thứ hai nữa là cái này dùng nó sẽ có hiệu quả ngay lần đầu. Tức là ngay lần đầu mình dùng đã tốt rồi, đã có hiệu quả rồi. Và có thể hết sạch mùi hôi chỉ sau 1 tháng thôi. Nhưng còn một điều nữa, mà điều này mình nghĩ rằng đối với các bạn học sinh, sinh viên rất là quan trọng, là nó không gây ố vàng áo. Mà tại sao mình lại bảo là đối với học sinh, sinh viên ạ? Bởi vì với học sinh, sinh viên thường phải mặc đồng phục, nhất là đồng phục màu trắng. Mà những sản phẩm khác thì khi xịt vào hoặc là bôi vào nó dễ lan ra áo, và lan ra áo và dễ bị ố vàng áo thì các bạn rất là ngại sử dụng. Có một sự khác biệt lớn nữa ở Hoi chính là sự an toàn. Nó an toàn bởi vì được chiết xuất từ thành phần tự nhiên. Nó rất an toàn với tất cả mọi người, kể cả những người có làn da kích ứng cũng sử dụng thoải mái, không sợ bị mẩn da hay bất cứ cái gì khác cả. Sản phẩm này rất dễ sử dụng, lại rất tiện lợi nữa. Đây. Đây là hộp, một hộp này có 20 gói. Đây. Mỗi gói nhỏ này sử dụng một lần. Mà chỉ có điều là trước khi sử dụng, các bạn nhớ vệ sinh thật sạch những vùng mình cần sử dụng, như là nách hoặc là chân. Đối với nách chẳng hạn thì sau khi vệ sinh thật sạch, lau khô thì các bạn bóc ra và dùng phấn xoa vào vùng nách. Còn đối với chân thì có thể các bạn xoa trực tiếp vào chân hoặc là rắc vào trong giày chẳng hạn. Thì mình thấy rất là tiện lợi nhé. Chính vì sự tiện lợi này và con trai mình đã dùng thử rồi, cho nên mình quyết định cũng dùng thử. Và thấy rất phù hợp với bản thân mình cũng như là đặc thù nghề nghiệp của mình. Đi quay, thậm chí là đứng giữa trời nắng ở thời tiết này mà quay, mồ hôi đầm đìa, không ảnh hưởng gì cả khi mình đã dùng sản phẩm này rồi. Cái sự gọn nhẹ cũng là của nó cũng là một điều mà rất thuận lợi cho nghề nghiệp của mình nữa. Đút túi mang đi và sử dụng lúc nào cần. Và mình nghĩ rằng cái vấn đề mùi hôi của cơ thể, có thể là ví dụ như là ở cái tuổi như là con mình, có thể là ngại, có thể là sợ người khác ngửi thấy mùi hôi của cơ thể. Nhưng theo cá nhân mình nghĩ rằng là ai cũng thế thôi. Từ là người làm văn phòng cho đến là thậm chí là những người quan chức chẳng hạn, hay là những người lao động chân tay, ai chẳng có mùi hôi cơ thể phải không ạ? Vấn đề là chúng ta làm thế nào để giúp cơ thể mình tránh được những mùi hôi ấy một cách hiệu quả nhất. Thì theo mình, đây, Hoi của Cường Anh là một trong những sản phẩm mà mình thấy dùng rất là tốt. Nó giúp mình tự tin hơn, và nhất là giúp cho con mình cảm thấy lấy lại được tự tin và hòa đồng với mọi người hơn, không ngại phải tiếp xúc các thứ này nữa. Thì đấy là một trong những cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Và các bạn cứ thử xem. Vì nó là sản phẩm dành cho, được nghiên cứu dành cho người Việt của mình, thì chắc chắn sẽ phù hợp với người Việt mình hơn những sản phẩm khác. Vậy các bạn cứ thử dùng nhé.